Thưa quý vị và bà con nông dân, trong sản xuất, nuôi trồng thủy sản, việc nắm bắt thông tin về an toàn sinh học là rất quan trọng. Phương pháp sản xuất giống tôm theo hướng an toàn sinh học là một giải pháp nhằm kiểm soát sức khỏe tôm nuôi, giảm nguy cơ nhiễm bệnh ở các cơ sở nuôi, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản hiện nay. Hơn 30 năm qua, nghề nuôi tôm công nghiệp toàn cầu phát triển nhanh chóng, hàng năm mang lại thu nhập hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, ngành nghề này cũng phải chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh lây lan trên diện rộng, chủ yếu là các bệnh do virus đã cản trở ngành công nghiệp tôm nuôi phát triển. Ở châu Á, bệnh virus đốm trắng đầu vàng và bệnh virus tao ra dẫn đến thiệt hại về kinh tế và hiện đang lan rộng khắp khu vực. Các bệnh này xuất hiện do nhập khẩu tôm bố mẹ, tôm giống và các sản phẩm chế biến từ tôm. Một khi mầm bệnh mới xuất hiện ở một nước, sự lây nhiễm sang các nước khác là không thể tránh khỏi. Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, các bệnh đốm trắng đầu vàng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các trang trại nuôi tôm trong những năm qua. Để hạn chế dịch bệnh xảy ra trên tôm nuôi, ngành chuyên môn khuyến cáo các trang trại ương nuôi tôm thực hiện phương pháp an toàn sinh học. Tại Bạc Liêu, từ năm 2010 đến nay, các cơ sở sản xuất giống thủy sản đã áp dụng phương pháp sản xuất giống theo hướng an toàn sinh học nhằm cung cấp giống thủy sản sạch bệnh cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Cho đến nay, các cơ sở sản xuất giống thủy sản tại Bạc Liêu đã ươm nuôi thành công nhiều đối tượng như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua, nghêu, ếch và một số đối tượng thủy sản khác. Tuy nhiên, đối tượng chủ lực được ngành chuyên môn và nông dân quan tâm đó là tôm giống. An toàn sinh học trong nuôi tôm là gì? An toàn sinh học đang được áp dụng trong nuôi tôm là việc thực hành phòng trừ các tác nhân gây bệnh tại các cơ sở nuôi tôm bố mẹ, các trại giống và các trang trại nuôi hoặc từ toàn bộ khu vực hay quốc gia với mục đích phòng bệnh. Ứng dụng an toàn sinh học trong nuôi tôm là kiểm soát tôm nuôi và loại trừ mầm bệnh thông qua thải giống tôm sạch bệnh và kiểm soát nguồn nước ở trang trại. Bên cạnh đó, việc kiểm soát nguồn nước được thực hiện thông qua lựa chọn địa điểm nuôi, thiết kế trang trại và quản lý nước thông qua áp dụng nuôi tôm không thay nước và sử dụng các thiết bị xử lý nước loại bỏ các vật truyền bệnh từ nguồn nước. Nguyên tắc quan trọng nhất trong an toàn sinh học là kiểm soát tôm bố mẹ. Chỉ sử dụng tôm bố mẹ tự nhiên hay tôm bố mẹ được thuần hóa, nuôi trong điều kiện được kiểm soát và là một nội dung trong chương trình giám sát dịch bệnh. Biện pháp an toàn sinh học của cơ sở ươm nuôi tôm bao gồm phòng bệnh, giám sát dịch bệnh, quản lý có hiệu quả dịch bệnh, làm sạch và khử trùng giữa chu kỳ sản xuất và các biện pháp phòng bệnh chung. Trước cái tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh xảy ra trên cái diện rộng gây ảnh hưởng nặng nề cho bà con nuôi tôm cũng như gây ảnh hưởng đến ngành tôm của Bạc Liêu nói riêng và của cả nước nói chung, thì cái phương pháp sản xuất tôm giống theo hướng an toàn sinh học là một cái hướng đi mới, một cái giải pháp đúng đắn nhằm cung cấp ra thị trường những con giống chất lượng cao, sức đề kháng tốt để giảm góp phần làm giảm rủi ro cho người nuôi tôm. Thì cái phương pháp mà sản xuất tôm giống theo hướng an toàn sinh học nó có nhiều cái ưu điểm so với những cái phương pháp sản xuất truyền thống trước đây, như là cái con tôm giống nó đồng đều về cái kích cỡ, tỷ lệ tốc độ tăng trưởng nó cao và tỷ lệ sống nó cũng cao. Đặc biệt cái con giống mà sản xuất theo hướng an toàn sinh học nó sẽ có sức đề kháng tốt, nó kháng lại được một số các cái bệnh điển hình như là đốm trắng, đầu vàng, và gan tỵ và bệnh tao ga trên cái con thẻ. Từ những cái ưu điểm đó thì cái con giống mà sản xuất theo hướng an toàn sinh học nó sẽ góp phần giảm cái rủi ro cho bà con nuôi tôm, qua đó giảm cái thời gian mà rút ngắn thời gian nuôi, giảm cái chi phí, từ đó nó tăng cái lợi nhuận và tăng cái năng suất và tăng lợi nhuận cho bà con nuôi tôm. Nguồn nước phục vụ sản xuất tôm giống. Trong sản xuất nuôi trồng thủy sản nói chung, ươm nuôi tôm giống nói riêng, nước được xem là yếu tố quan trọng. Nguồn nước phục vụ cho sản xuất tôm giống theo phương pháp an toàn sinh học cần phải được xử lý qua nhiều công đoạn. Trước khi đưa vào bể ươm cần phải kiểm tra nồng độ chlorine, pH, KH. Nếu còn chlorine thì trung hòa bằng thiosulfat natri với tỷ lệ 1:3. Đối với pH có thể điều chỉnh bằng bicarbonate natri khi pH thấp. Đối với KH có thể dùng canxi carbonate để nâng KH khi KH thấp.
Sau khi kiểm tra xong, cuối cùng xử lý phân giải chất hữu cơ nồng độ 5 ppm để kết quả tuổi kim loại nặng. Nước được cung cấp vào bể phải đảm bảo các thông số môi trường như nhiệt độ từ 27 đến 28 độ C, độ mặn từ 30 đến 32 phần ngàn, NH3 nhỏ hơn 0,1 mg trên 1 lít, NO2 nhỏ hơn 0,05 mg trên 1 lít, pH từ 7,5 đến 8,2. Trong quá trình ươm nuôi tôm boss theo hướng an toàn sinh học, tôi lưu ý là tuyệt đối không sử dụng bất kể các loại kháng sinh hóa chất nào trong quá trình ươm nuôi, sử dụng công nghệ tảo siêu sạch thông qua môi trường sinh khối, xử lý nước hai giai đoạn và đưa vào ủ vi sinh từ 10 đến 15 ngày thông qua hệ thống lọc nuôi, thường xuyên sử dụng Actomy để tăng sức đề kháng cho tôm khi ra môi trường ao nuôi. Sử dụng nhiều loại men vi sinh trong quá trình ươm nuôi, ví dụ như VBO, Gobiotic và thường xuyên sử dụng một số loại men tiêu hóa Gobiotic, vitamin tổng hợp và B-complex hoặc là Vitalet. Chọn giống. Phương pháp sản xuất tôm sú giống theo hướng an toàn sinh học, quan trọng nhất là chọn tôm mẹ cho sinh sản. Nuôi dỗ thành thục tôm bố mẹ là một trong những khâu quan trọng đầu tiên trong quy trình sản xuất giống. Tôm bố mẹ có chất lượng tốt sẽ cho tỷ lệ sống cao và tốc độ tăng trưởng nhanh. Tôm bố mẹ đưa vào nuôi dỗ thành thục thường có trọng lượng từ 20 đến 25 gram, tuổi tôm từ 6 đến 8 tháng tuổi và có nguồn gốc từ Hawaii. Sau khi tuyển chọn, tôm bố mẹ được chuyển sang bể nuôi dỗ. Cái nguồn tôm bố mẹ thì được nhập khẩu chính quy từ Hoa Kỳ, đó là cái nguồn SIS. Thì tôm mẹ được đưa về đây thì đã được kiểm nghiệm sạch từ bên nước ngoài. Về trong đây thì được Việt Nam của mình là thú y vùng 7 sẽ kiểm tra lại một lần nữa để đưa vào sản xuất. Thì riêng về phần con giống bố mẹ thì phải có nguồn gốc rõ ràng rồi, nhưng mà mình phải kiểm tra lại thêm một lần nữa trước khi đưa vào sản xuất tôm boss. Thì trong quá trình sản xuất tôm boss thì công ty sử dụng hoàn toàn là vi sinh, mà đặc biệt là mình dùng tảo tươi để nuôi ấu trùng tôm boss, không sử dụng hóa chất và kháng sinh. Ví dụ như bây giờ mình sử dụng vi sinh thì làm cho cái sức đề kháng của con tôm từ ở trong cái chạy boss của mình đi ra tới ngoài, thì sau đó người dân tiếp tục sử dụng vi sinh nữa để nuôi con tôm thì nó đi theo một cái quy trình vi sinh hoàn toàn từ lúc mà sản xuất tôm boss cho tới tôm thịt. Còn nếu như mà mình sử dụng kháng sinh nặng quá ở trong chạy giống, một số chạy mà không đảm bảo về cái chất lượng đó, không có thương hiệu đó, thì người ta sử dụng kháng sinh nhiều để người ta bảo vệ cái đầu con đó, thì khi mà ra ngoài thị trường nuôi á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ sinh trưởng của con tôm, đó là nó chậm lớn, còi cọc. Trước khi đưa vào nuôi dỗ, cần có thời gian thuần dưỡng để tôm dần dần thích nghi với điều kiện sống nhân tạo. Tôm được thuần dưỡng trong bể xi măng có dung tích từ 8 đến 15 mét khối. Nước biển trong bể nuôi thuần dưỡng cần được điều chỉnh độ mặn tương đồng với môi trường sống của tôm khi nhập nội. Hàng ngày cho tôm ăn bằng thức ăn tổng hợp có bổ sung vitamin và khoáng chất. Thông thường, thời gian thuần dưỡng tôm bố mẹ khoảng 5 đến 10 ngày, tùy theo tình trạng sức khỏe đàn tôm nhập về. Về cái phương pháp và cái tiêu chuẩn để chọn tôm giống bố mẹ, thì về cái cảm quan á, thì tôm giống với con bố mẹ phải sáng đẹp, lanh lợi, đầy đủ các phụ bộ, không bị xây xát. Các cái bộ phận mà sinh dục, sinh sản nó hoàn chỉnh. Về cái kích cỡ mà để mà lựa chọn thì đối với con tôm thẻ thì con cái thì có cái trọng lượng từ 40 đến 50 gram trên một con, và con thẻ đực đó là nó tầm là 20 đến 30 gram trên một con. Còn đối với sú để tiêu chuẩn lựa chọn đó, con bố mẹ thì con mẹ phải đạt trọng lượng từ 200 đến 250 gram trên một con, và con tôm đực là phải từ 180 đến 200 gram trên một con. Thưa bà con nông dân, phương pháp sản xuất tôm sú giống theo hướng an toàn sinh học chủ yếu là việc sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn chế tối đa việc sử dụng các chất hóa học để xử lý môi trường, loại bỏ tác nhân gây bệnh trên bố mẹ và tôm boss. Quản lý thức ăn. Thức ăn cho tôm mẹ sinh sản. Hàng ngày cho tôm ăn bằng các loại thức ăn như cá, mực, dung, sò huyết và hàu, có bổ sung vitamin và các chất khoáng. Khẩu phần cho ăn hàng ngày khoảng 20% trọng lượng thân. Cho ăn khoảng cách từ 3 đến 4 giờ một lần và điều chỉnh lượng thức ăn giữa các lần cho ăn tùy theo hoạt động bắt mồi của tôm.
Sau khi cho ăn 2 giờ tiến hành kiểm tra, nếu còn thức ăn thừa trong bể phải vớt ra để đảm bảo cho môi trường nuôi thường xuyên sạch, không gây ra dịch bệnh cho đàn tôm trong bể. Hàng ngày thay từ 100 đến 200% nước trong bể bằng phương pháp cho nước chảy ra vào. Thức ăn cho ấu trùng. Thức ăn nuôi ấu trùng gồm nhiều loại phù hợp với từng giai đoạn ấu trùng khác nhau như tảo tươi, tảo khô, thức ăn tổng hợp, thức ăn chế biến, Artemia. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thức ăn tổng hợp dạng vi năng được dùng bổ sung thay thế một phần hoặc thay thế toàn bộ thức ăn tươi tự nhiên cho kết quả tốt. Tuy nhiên nên kết hợp thức ăn tự nhiên với thức ăn tổng hợp khô để nuôi ấu trùng thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn, chất lượng con giống tốt hơn. Tảo tươi là thành phần thức ăn bắt buộc trong giai đoạn do 1 đến do 3 và được duy trì cho đến cuối giai đoạn mixit. Trong cái sản xuất điều kiện ngoài các điều kiện theo quy chuẩn quy định của nhà nước thì chúng ta cần phải quan tâm đến một số cái yếu tố. Cái thứ nhất là trong quá trình ương dưỡng tôm mà đặc biệt là về cái nguồn thức ăn. Thức ăn thứ nhất phải đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng. Nguồn thức ăn chúng ta hiện nay có hai dạng. Một thứ nhất là chúng ta cho ăn cái tảo tươi hay là từ cái nguồn tảo gốc để cung cấp cho giai đoạn từ nao cho đến giai đoạn bót. Và cái thứ hai về thức ăn Artemia. Hiện nay là một trong những chế độ dinh dưỡng rất là tốt và phù hợp đến từng giai đoạn phát triển của ấu trùng nuôi trong cái bể ương dưỡng của chúng ta. Và do đó thì một cái nhất là đảm bảo được liều lượng và cái định kỳ thì cho ăn. Ví dụ như cách 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng tùy theo điều kiện sản xuất của trại mà chúng ta sẽ cho ăn đúng cái thời điểm, thời gian quy định và đúng liều lượng để đảm bảo chất lượng thức ăn. Phòng bệnh. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của tôm. Khi phát hiện tôm có dấu hiệu bị bệnh, phải cách ly để xử lý kịp thời. Sau khi tôm khỏe mạnh thì chuyển lại bể nuôi dỗ. Riêng đối với tôm boss, việc phòng ngừa bệnh chủ yếu là quản lý tốt các yếu tố môi trường, thường xuyên vệ sinh bể ương và cho tôm ăn đầy đủ các khoáng chất cần thiết. Rồi trong cái khâu phòng bệnh thì chúng ta cần phải quan tâm một số yếu tố như vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và định kỳ. Và thứ hai đặc biệt là các cái vỏ của Artemia mà chúng ta cho ăn thì phải trong một thời gian khoảng 30 phút thì chúng ta phải vớt tất cả các vỏ đó bỏ. Đó là một trong những cái nơi mà để phát sinh cái mầm bệnh rất lớn trong cái môi trường ương dưỡng ấu trùng nuôi tôm của chúng ta hiện nay. Và cái đặc biệt quan tâm nữa là các cái dụng cụ, thao, nhựa, rồi giọt, rồi tất cả các cái thứ trang thiết bị phục vụ trong cái trại thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh, ngâm rửa bằng các cái loại hóa chất để phòng bệnh, phòng ngừa trong cái giai đoạn mà nó lây lan phát sinh trong quá trình ương dưỡng nuôi của chúng ta. Và cái nữa thì khi giai đoạn bót phát triển, gia cắt theo các cái giai đoạn phát triển của ấu trùng thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường, đặc biệt là phải phù hợp theo tiêu chuẩn và cái tình trạng và phát triển của cái ấu trùng nuôi ương dưỡng của chúng ta. Thưa quý vị và bà con nông dân, chuyên mục khuyến nông kỳ này với chủ đề sản xuất tôm giống theo hướng an toàn sinh học kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.